khánh thành và cung hiến nhà thờ Mộc Hoàng. Với tư cách là linh mục quản sứ, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm hoan ca để tạ ơn Thiên Chúa và để chung chia niềm vui với tất cả cộng đoàn chúng ta. Chúc buổi hoan ca đạt kết quả thật tốt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, ngay bây giờ và xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng đến sân khấu để đón xem tam ca ba màu cha chính xứ Giuse Nguyễn Gia Huấn, ca sĩ Duy Quyết và Hà Nam sẽ gửi đến quý vị một nhạc phẩm mang tựa đề Khúc Cảm Tạ, một sáng tác của nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chưa sa mạc chảy ra, Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều. Nào quý vị ơi! Vẫy cánh tay Ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên diều đào Ngài Chúa chưa tràn ngày nào, bánh thơm ăn Huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang tràn đầy, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thì lúc con mãi êm trôi được tình yêu ôi tuyệt vời. Con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng ngơi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mài mê, Chúa ơi xin đừng trôi chê, Chúa thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang tràn đầy, tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang tràn đầy, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người một con mãi êm trôi được tình yêu ôi tuyệt vời.
Và chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cảm ơn Duy Khiết Hải Nam. Chúng ta biết cha xứ kính yêu của chúng ta nguyên là chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc của giáo phận Hưng Hóa, giáo phận chúng ta, và ca sĩ Duy Khiết là người con ưu tú của giáo xứ Dì Đầu, còn Hải Nam cũng là người con ưu tú của giáo xứ Bến Thôn. Cha xứ chúng ta là người con của giáo xứ Vĩnh Lộc và ở đây làm dâu của Mộc Hoàn. Cho nên ngài về Mộc Hoàn một thời gian thôi mà Mộc Hoàn đã thay da đổi thịt một ngôi thánh đường rất là đẹp. Vừa xong tôi đi ở dưới kia thấy một cụ già nói rằng: "Cha ơi, cha xứ con hát bài gì hay quá mà con chẳng hiểu ngay mà con không nghe rõ được lời." Bởi vì cụ già đó đã tai điếc quá, không nghe thấy gì, nhưng trong cái tâm thức của cụ vẫn cảm nhận được một cái nét hay và đẹp. Người ta nói trong ba thể loại ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và ngôn ngữ thầm, thì ngôn ngữ thầm là một thể loại ngôn ngữ chất lọc nhất. Cho nên niềm vui hôm nay của chúng ta đã chinh phục từ cụ già tóc bạc phơ đến những em bé đang miệng đang mũm mím nhai trầu, cụ già miệng đang mũm bòm bẻm nhai trầu, và những em bé miệng đang mũm mím nhai kẹo đều hướng về một cái ngày trọn vẹn của giáo xứ chúng ta. Đời có một thành quả như ngày hôm nay, biết bao nhiêu công sức của người con giáo xứ Mộc Hoàn làm nên. Và để tiếp tục chương trình, chúng ta lại trở lại với một dàn hợp xướng của ca đoàn Mộc Hoàn, bài hát mang tựa đề Nhạc Khúc Tri Ân, một sáng tác của nhạc sĩ Hương Vĩnh. Xin mời quý vị cùng đón xem. Hey, God.
Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể bà con giáo dân sẽ cùng hướng ánh nhìn về sân khấu và cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng dành tặng cho các bé thiếu nhi đến từ giáo xứ Mộc Hoàn với màn nhảy Sophia. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Sơn Tây với điệu nhảy mang tựa đề Cùng Về Đây. Xin mời quý dì, quý sơ và các đệ tử cùng tiếp tục tiết mục của mình. Chúng ta mừng chào đón quý sơ, quý đệ tử bằng một tràng pháo tay thật giòn giã. Nào cùng về đây, tay trong tay ta đắp xây cuộc đời. Nào cùng về đây, tay trong tay ta nối kết tình thân. Dù người công giáo hay lương dân, dù khác màu da hay quốc gia, mình là anh em con cùng một Chúa. Nào cùng về đây, theo Giê-xu thắp đất
tin cho đời. Học hành truyền chăm luôn yêu thương phục vụ hy sinh. Đồng lòng dẫn bước cho ta nhân lòng chẳng nghỉ suy. Dẫu gian nguy quyết chi ra đi là được danh của giữa đời. Nào cùng bước 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 theo Giêsu làm mối cho đời. Nào cùng đi 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 càng yêu thương cho đời sâu càng lớn. Nào cùng thắm tâm sáng nụ cười và ánh sáng niềm tin. Người tặng trao con tim yêu Chúa yêu cuộc đời. Tay trong tay ta đắp xây cuộc đời. Nào cùng về đây, tay trong tay ta nối kết tình thân. Dù người công giáo hay lương dân, dù khác màu da hay quốc gia, mình là anh em con cùng một Chúa. Nào cùng về đây theo Giêsu thắp đức tin cho đời. Học hành truyền chăm luôn yêu thương phục vụ hy sinh. Đồng lòng dẫn bước cho ta nhân lòng chẳng nghỉ suy. Dẫu gian nguy quyết chi ra đi làm được danh Chúa giữa đời. Nào cùng bước 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 theo Giêsu làm mối cho đời. Nào cùng đi 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 càng yêu thương cho đời sâu càng lớn. Nào cùng thắm tâm sáng nụ cười và ánh sáng niềm tin. Người tặng trao con tim yêu Chúa yêu cuộc đời. Nào cùng bước 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 theo Giêsu làm mối cho đời. Nào cùng đi 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 càng yêu thương cho đời sâu càng lớn. Nào cùng thắm tâm sáng nụ cười và ánh sáng niềm tin. Người tặng trao con tim yêu Chúa yêu cuộc đời. Nào cùng bước 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 theo Giêsu làm mối cho đời. Nào cùng đi 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 càng yêu thương cho đời sâu càng lớn. Nào cùng thắm tâm sáng nụ cười và ánh sáng niềm tin. Người tặng trao con tim yêu Chúa yêu cuộc đời. Xinh quá, người đầu xinh quá. Chiếc áo dòng con nguyện làm áo cưới, chiếc lúc đen tóc huyền con che phủ. Xin kính mời cộng đoàn hướng đến sân khấu để tiễn biệt các sơ, các đệ tử tiền tập của mến giá Hưng Hóa đang từ từ rời khỏi sân khấu, để rời khỏi ánh đèn sân khấu chói chang, chói lòa với xanh đỏ tím vàng để bước vào sân khấu cuộc đời mình. Bằng một tràng vỗ tay ạ. Vâng ạ, thưa toàn thể bà con giáo dân, và để có được ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ như ngày hôm nay thì đó chính là niềm mơ ước của tất cả bà con giáo xứ Mộc Hoàn từ rất rất nhiều thập kỷ qua. Và với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của mỗi hộ dân giáo xứ Mộc Hoàn, và cũng kể từ ngày có cha Giuse Nguyễn Gia Huấn về giáo xứ Mộc Hoàn, thì với ý tưởng và tâm huyết của cha cùng sự kiến tạo sáng kiến, cha đã tạo lên ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ, đẹp từng centimet. Và trong buổi tối ngày hôm nay, với chương trình Hoan Ca để chúc mừng cho lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Mộc Hoàn, thì niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi người giáo dân xứ Mộc Hoàn vui hơn, ngập tràn hơn khi trong chương trình ngày hôm nay được chào đón sự hiện diện của cha, vâng ạ, của cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng ạ. Vâng ạ, và cha ơi, con thấy rằng không khí buổi tối ngày hôm nay rất tuyệt vời, rất tưng bừng, và trên nét mặt của mỗi người con giáo dân thì đã nở những nụ cười rất là tươi. Và cha có thể chia sẻ những cảm xúc của cha ngay lúc này để tất cả bà con giáo dân được biết không ạ? Mọi người tươi đấy, nhưng chưa thể tươi bằng MC Hồng Quyết. Đúng không quý vị?
cho chị Hồng Quyết bằng một tràng pháo tay đó. Con cảm ơn cha. Vâng, trước những bầu khí xinh đẹp và những cái cử cao quý của mọi người đến chúc mừng và chung chia với niềm vui của giáo xứ Mộc Hoàn hôm nay, tôi nhớ những kỳ về đây dâng lễ, cái gian cung thánh thì nhỏ, nhiều bậc bước lên bước xuống, trong nhà thờ thì thiên sầu địa thảm, đi sông hương thì muốn năn lùng ngã ngửa trên bàn thờ. Và hôm nay tôi nhớ đến Isaiah trong 62, Mộc Hoàn ơi, chẳng ai còn réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ. Sứ giả ngươi hết bị mang tiếng là Phật bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi. Sứ giả ngươi lức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Chúc cho Mộc Hoàn được thành công như vậy. Xin mời chị MC Hồng. Vâng ạ. Quyết bắt đầu, tiếp tục. Cha ơi, cha ơi, con mời cha nói lại một chút đi ạ. Cha vội gì mà cha vội thế ạ? Với những lời chúc rất là tốt đẹp của... Vâng, với những lời chúc rất là tốt đẹp của cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng thì toàn thể bà con giáo dân chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn và chúc sức khỏe cha. Vâng, cha nhận được một bó hoa rất là tươi thắm của một người đại diện cho giáo dân Mộc Hoàn. Hoa không chọn nơi nào hoa mọc nên, nhưng bất cứ nơi nào hoa hiện diện, hoa sẽ làm đẹp cho nơi đó. Cho nên cha sẽ tặng chị Hồng Quyết bó hoa này để làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy của chị trong đêm hôm nay. Bác, con cảm ơn cha. Hoa đẹp quá, bà con thấy hoa có đẹp không ạ? Vâng, và hôm nay thì thực sự là con rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc ạ. Bởi vì con là một người ngoài công giáo và được đứng trên sân khấu này cũng đã là một niềm vui, niềm vinh dự của con rồi. Và đặc biệt hơn nữa, trong niềm vui ấy thì con lại được cha Bằng tặng cho con một bó hoa rất là đẹp như thế này và mong muốn rằng sẽ là một năm mới có thật nhiều điều may mắn, thật nhiều niềm vui sẽ đến với con cũng như toàn thể bà con giáo dân, được không ạ? Vâng, và để trở lại với chương trình Hoan Ca cùng gặp gỡ với nam ca sĩ Duy Quyết đến từ giáo xứ Dị Nậu với ca khúc Phó Thác, một sáng tác của nhạc sĩ Kiều Linh. Và toàn thể bà con giáo dân có thể dành tặng tới nam ca sĩ Duy Quyết một tràng vỗ tay trước khi thể hiện ca khúc này không ạ? Vâng, lời đầu tiên cho phép con Duy Quyết xin gửi lời chào trân trọng nhất tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý cộng đoàn giáo xứ Mộc Hoàn. Và rất vui cho con ngày hôm nay có mặt trong chương trình này. Không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn cha, xứ cũng như toàn thể giáo dân đã nhớ đến con. Và một nhạc phẩm của nhạc sĩ Kiều Linh, phó thác tất cả chúng ta, sẽ phó thác tất cả cho Chúa mọi công ăn việc làm của chúng ta. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Phó Thác. Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn. Mỗi khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc, xin dâng Ngài. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Chúa
xa cách con vẫn luôn còn mãi. Tình Chúa đang bên yêu thế trần, thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn người. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi, đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng tin con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi, đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng tin con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để liên tục trở lại với chương trình ngày hôm nay thì xin mời toàn thể bà con giáo dân sẽ tiếp tục hướng ánh nhìn về sân khấu để cùng gặp gỡ các thiếu nữ rất xinh đẹp, rất duyên dáng, dễ thương với màn múa Đường Theo Chúa. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón giới trẻ ạ. Thank you.
lễ vật toàn tiêu tràn chứa ân tình, niềm thông cùng Giêsu tình yêu đẹp thiên thu chiến xóa tôi đời vì thương mến con người, trái tim khơi nguồn mạch thiêng chảy xuôi. Con trung thành một đời dâng hiến, xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen đua, hướng chi con hành nên yêu không ngừng, giống con vun tròn một niềm yêu chung, hướng chi con hành nên yêu không ngừng, giống con vun tròn. Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức những tiết mục rất là dịu dàng nhưng cũng không kém phần sôi động của các bạn trẻ giáo sư Mộc Hoàn chúng ta. Giờ đây chúng ta lại vượt qua đại lộ Thăng Long để đến với một giáo họ bạn, giáo họ Sải Khê thuộc giáo xứ Cát Ngòi. Xin trân trọng kính mời chúng ta cùng hướng về sân khấu để đón xem các chị hiền mẫu của giáo họ Sải Khê đến với chúng ta qua điệu múa Nếu Chúa Là. Chào đón các chị bằng một tràng pháo tay thật giòn giã. Đó. Làm cánh bướm say hương mùi hồng.
Vâng, cảm ơn các chị. Vâng, các chị, nếu Chúa là mặt trời, cho nên các chị là mặc áo vàng như những bông hoa hướng dương, biểu tượng của mặt trời. Đấy. Các chị thì mới, kính thưa cộng đoàn, các chị này mới tập được có 2 tối thôi. Chị thì bị bong gân, chị thì bị đau gối. Thế mà các chị vẫn cứ nhiệt tình đến đây, rồi hôm nay các chị đến mà đi qua các chị là 1, 2, 4, 6, 8 chị. Cứ mà thơm như đi qua 8 cái máy giặt vừa giả công pho. Đi qua 8 chị xài khê mà như là qua 8 cái máy giặt vừa xả công pho vậy, thơm quá. Mà các chị mặc áo này áo đẹp và giống áo màu vàng này khác, tóc cũng vàng, mà vàng màu xanh, hai màu biểu tượng của cờ Ukraine đấy. Mà chúng ta cũng đang cầu nguyện đáp lại lời cha chung của giáo phận, chúng ta cũng cầu nguyện cho nước Nga cũng như nước Ukraine được hòa bình, được thiết lập trên thế giới này, đặc biệt cho nước Ukraine. Cảm ơn các chị xài khê. Vâng. Chúc các chị về nhớ đến nhà toa, nhà cái lavabo của cha huấn, cha xứ để rửa cho nó bớt đẹp đi. Có về thì chó với chồng chả nhận ra. Chó lại sủa, gâu gâu gâu. Chồng ơi, em tìm ai đấy? Em nhầm nhà không? Không, anh không nhận ra em à. Em là mơ, là mận, là la, là hồng xiêm, là mít của mình đây. Cho nên đẹp quá. Chồng của chị mà 21 tuổi mà cứ như là 12 tuổi, trẻ đẹp quá. Cho nên về chồng và chó không nhận ra. Cái ngành sắc đẹp bây giờ như vậy. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng ta lại đến với một các bạn trẻ cũng rất là đẹp, trẻ trung năng động, nhưng không thể trang trí bằng các chị xài khê đâu. Với tiết mục mang tựa đề Cùng Người Trẻ Sống Chứng Nhân Tin Mừng, qua phần vũ khúc của các bạn trẻ, giáo sư Mộc Hoàn, xin quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ. Tìm yêu phó thác, ta dân thân phục vụ tha nhân. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, đi đến muôn phương gieo yêu thương, để người sâu vững trên dương gian, vững tin vào lòng thương xót Chúa. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, cho dấu tương lai bao trông gai, để đời sống gió với bao cô, ta quyết sống chứng nhân tin mừng. Bạn trẻ Việt Nam ơi, hãy căng đảm lên, khó khăn đua dối lừa, một đời như chuối nhẹ nên muối cho đời, trao yêu thương xua tan mọi tâm tối. Là người công giáo đây bạn ơi, hãy nhớ, hãy trở nên chứng nhân cho nước trời, bằng lời yêu thương bác ai, một lòng tin yêu phó thác, ta dân thân phục vụ tha nhân. Mình cùng cất bước với chuối nhẹ, đi đến muôn phương gieo yêu thương, để người vững trên dương gian, vững tin bao lòng thương xót Chúa. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, cho dấu tương lai bao trông gai, để đời sống gió mây bao mô, ta quyết sống chứng nhân tin mừng. Bạn ơi hãy nhớ, hãy trở nên chứng nhân cho nước trời, bằng lời yêu thương bác ai, một lòng tin yêu phó thác, ta dân thân phục vụ tha nhân. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, đi đến muôn phương gieo yêu thương, để người sâu vững trên dương gian,
Vâng, và để liên tục trở lại với chương trình thì xin mời toàn thể giáo dân sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ Anh Vinh đến từ giáo xứ Dị Nậu với ca khúc Để Con Nhận Ra Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Đình Quynh. Xin mời toàn thể cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Đã biết lòng con yếu đuối, bao phen con làm ngơ với Ngài giữa dòng đời để trông gai, con bơ vơ lạc lõng nơi con đường dài. Chúa ơi, để con nhận ra tiếng Ngài, rồi từ đây Ngài cất tiếng mời gọi. Mời gọi con khám phá cuộc đời mình giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời, nhận ra Chúa là tâm điểm đời con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã đến giữa đời con. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài, ngay khi vui hay khi thất bại. Giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Chúa ơi, sống giữa cuộc đời này, giặt mây bay sóng gió có hứng hờ, tưởng mình vững tin nơi tâm thức và Chúa ngay bên con chẳng ngờ. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời con. Xin kính cộng đồng một tràng pháo tay được không ạ? Mình vững tin nơi
tiếng Chúa trong cuộc đời con. Vâng, và lời đầu tiên thì cho con xin được gửi tới quý cha cùng toàn thể các ông đoàn một lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và hôm nay thì cũng rất là vui khi mà con có được có mặt tại đây để chung chia một niềm vui cùng với toàn thể giáo xứ. Và sau đây để tiếp theo chương trình thì con xin được mời ca sĩ Diệu Linh được lên sân khấu, và chúng con sẽ gửi tới quý vị một sáng tác của Sơ Tí Gôn, ca khúc Cảm ơn tình.
tiếng nhạc, thánh ca vang lên đưa bước chân người lữ khách trở về với giáo xứ Mộc Hoàng chúng ta. Đến lỗi nhìn thấy những con nai, con hiêu, con cừu bằng bê tông, bằng cốt thép của cha xứ Mộc Hoàng đang ngơ ngác nhìn theo. Và tôi thấy cái tháp chuông của nhà thờ Mộc Hoàng cong cong cao vút lên với thánh giá và ánh điện trang trí rất là đẹp và mỹ lệ, như ảnh trăng, như cái ánh trăng treo của cuối trời. Như vần thơ diễn tả, trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió thu về để lẳng lơ. Và kính thưa quý vị, có lẽ trong chúng ta cũng cần có những giây phút sâu lắng trong tâm hồn. Chỉ còn một vài tiết mục nữa thôi sẽ khép lại chương trình Hoan Ca hôm nay. Mọi người rất tiếc và tôi cũng rất tiếc. Cần có những phút giây lắng đọng trong tâm hồn như thi sĩ Hàm Mạc Tử diễn tả. Qua những vần thơ Đà Lạt trăng mờ của Hàm Mạc Tử, em hãy làm thinh chứ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hò reo, để nghe tơ liễu rung trong gió và để xem trời giải nghĩa yêu. Và tiếp tục chương trình, chúng ta cũng xem trời giải nghĩa yêu qua phần trình diễn bài hợp xướng của các chị Mân Côi, giáo xứ Phục Hoàn, mang tựa đề Lời Tạ Ơn, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lời tạ ơn dâng lên vì biết bao công trình Chúa làm, dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. Từ biển nước mênh mông Ngài cất lên vũ trụ huy hoàng, dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn.
và liên tục trở lại với chương trình. Thì với phần trình diễn của Mến Thánh Giá Hưng Hóa với màn múa Kỳ Công Thiên Chúa, một sáng tác của Linh Mục Hoàng Luật, thì xin mời toàn thể cộng đoàn sẽ cùng thưởng thức và không quên dành tặng Mến Thánh Giá Hưng Hóa một tràng vỗ tay nho nhỏ thôi. Em thấy cũng đã rất là tưng bừng rồi ạ. Dạ. Rất tuyệt vời, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Trăng sao hoa cỏ cây muông thu đẹp xinh, núi đồi sinh linh sông ngòi kia chim ca lượn bay, thật kỳ diệu thấy ai làm ra, tuyệt vời quyền năng ôi đẹp quá, kỳ công nhân thế đã khởi nguồn từ đâu. Ta ơn
Xin cảm ơn các bạn tiền tập của Hội Dòng Bến Giá Giáo Phận Hưng Hóa. Vừa xong đứng kia mấy bạn trai nói Giê-xu Ma-ria lạy Chúa tôi. Mấy chị đi tu mà xinh đẹp quá thế này, làm con lòng động lòng lo quá. Các sơ chớ đi, đi kêu cái cửa hẹp đi vào kia, thẳng vào phòng khách luôn nhé. Đừng có ra ngoài chết. Các bạn trẻ, mấy bạn thanh niên để hát bài không cho chúng nó thoát. Các sơ phải hát bài chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước chân ta. Em mến, em thương vạt áo dòng, gói trọn nhân đức ở bên trong. Dịu huyền thuân thơ sơ ôi bé bỏng, đứt cúc hỏng tu phận long đong. Mong các sơ trung thành với ơn gọi của mình. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng ta đến với một nhạc phúc, người nhạc khúc và người đời lại hát nhạc đạo. Đó là MC Hồng Quyên. Hồng Quyết sẽ gửi đến chúng ta bài hát mang tên Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Ba sứ điệp mẹ nhắn nhủ với chúng ta trên cây sồi của đảng Fatima. Nhắn nhủ con người hãy năng ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm và hãy năng nần hạt mân côi. Cái tâm tình đó được thể hiện qua lời ca tiếng hát và trên môi miệng của nữ ca sĩ, của nữ MC xinh đẹp Hồng Quyết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. À, cha ơi, con lại mời cha nán lại một vài phút để con được cảm tạ cha. Thực ra thưa toàn thể cộng đoàn là con thì cũng đi làm chương trình rất là nhiều, nhưng mà để được đứng trên một cái sân khấu đẹp và nguy nga lộng lẫy như ngày hôm nay là một cái niềm vinh hạnh lớn nhất mà con đã được được có mặt. Và đặc biệt niềm vinh hạnh ấy lại được nhân đôi khi trong chương trình Hoan Ca để chúc mừng cho ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ của giáo họ Mộc Hoàn thì con lại được gặp cha. Vâng, cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng ạ. Và con thì nghe danh cha thì rất là nhiều, con rất là ngưỡng mộ cha và mong mỏi rằng có một ngày gần nhất được gặp cha. Và ngày hôm nay thì ước mơ của con đã trở thành hiện thực rồi ạ. Xin được cảm ơn cha. Vâng, MC Hồng Quyết ca ngợi quá, cha rất là ngại từ chối. Vâng ạ, thế thì toàn thể bà con giáo dân có thể tiếp tục dành tặng cho cha một tràng vỗ tay thật lớn nữa hơn ạ. Vâng ạ. Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Môi cười mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người từ xa đua nhau bước tới, lòng chắc khơi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời, hướng trong về bao tâm. Bước tới lòng
đều từ đây hấp hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đón thương nhân đời, cho đấng huyết sinh tươi được tin sáng ngời. Xin cảm ơn bà con. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn MC kiêm ca sĩ Hồng Quyết. Mong rằng chị sẽ trở lại với chúng ta rất nhiều những chương trình, không chỉ riêng giáo xứ Mộc Hoàn và các giáo xứ vùng phụ cận. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng ta lại đến với một điệu múa của ca đoàn giáo xứ Mộc Hoàn, điệu múa mang tựa đề Khúc Ca Tạ Ơn. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù
trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn con, xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình còn một hai tiết mục nữa thôi, tôi kể lại một câu chuyện để hầu quý vị. Trong một gia đình có hai bố vợ chồng và con trai cũng như con dâu, con trai con dâu và ông bà mồm một con gà. Thế ông bố bảo hôm nay thể hiện văn chương của gia đình mình, vừa ăn thịt gà vừa làm thơ. Bắt đầu ông cầm cái đũa, ông gắp cái đầu gà, ông làm thơ: làm trai chưa hiếu đi đầu. Ông gắp cái đầu gà cho vào bát của ông ấy. Ông quay sang bảo vợ, bà làm thơ đi mà ăn thịt gà. Bà ngẫm nghĩ một tí, không biết vòng hai có đến lượt mình không. Bà bảo: đàn bà tiết hạnh phao câu cánh mề. Thế là gắp miếng tiết với phao câu cánh mề. Thế quay sang con trai bảo: con làm thơ mà ăn thịt gà. Anh con trai bảo: không biết mình còn đến quấy vòng có đến được không. Làm một câu: làm con chẳng quản nhọc nhằn, đến ngày tập luyện cả mình lẫn chân. Đấy đấy. Thế là lấy cả mình gà lẫn chân, có mỗi cái đĩa chơ chơ lại đấy. Thế cho nên là cô con dâu, vợ của anh con trai, lại cầm cái đĩa quay sang chồng nói rằng: đi đâu cho thiếp đi cùng, đói lo thiếp chịu, rách lành thiếp can. Thế là ông bố được cái đầu, bà mẹ được miếng tiết với phao câu cánh mề, còn vợ chồng nó xơi tất cả mình lẫn chân con gà. Cho nên các cụ bảo: hậu sinh khả ối ở chỗ đó. Và kính thưa quý vị, bởi thế thơ ca không thể thiếu được trong đêm hôm nay. Xin mời quý vị đến nghe cái lời thơ của bác Jacobe Nguyễn Văn Lâm, một lời thơ của quê hương chúng ta hết sức mộc mạc, chân thành và da diết. Mộc Hoàng nay đã đổi thay. Tôi thì rất là yêu thơ, nhưng mà năm nay đã tuổi đã cao rồi, nhưng mà vẫn yêu thơ. Thôi, cái giọng thơ ngày xưa thì nó khác, bây giờ thì nó cũng nghe nó không được như ngày xưa. Nhưng mọi cộng đoàn cũng lắng nghe và thông cảm cho. Ai về thăm đất quê ta, Mộc Hoàn giáo sư nhà nhà đổi thay. Mọi người lao động hăng say, xóm thôn đổi mới mỗi ngày đẹp. Ngày xưa mưa xuống đường trơn, ngày nay mưa xuống đổ ơn xóm làng. Mộc Hoàn nay đã khang trang, đường trên đường dưới thanh thang quanh làng. Ơn trời ơn Chúa thường cho, nhà thờ to đẹp ban cho mọi nhà. Mọi người nhớ góp công góp của nhà nhà biết
Mộc hoàn nay đã đẹp hơn, thánh đường lộng lẫy gấp hơn nhiều lần. Anh xa yêu lấy em gần, xóm thôn đoàn kết góp phần mà thành công. Mộc hoàn rực rỡ cờ hồng, tạ ơn Thiên Chúa trả công bội phần. Đoàn chiến giáo sư xa gần, viếng thăm cầu nguyện góp phần vinh danh. Thánh đường nay đã hoàn thành, Đức Cha cung hiến cắt băng khánh thành. Đoàn cha dâng lễ tạ ơn, Đức Cha chủ tế ban ơn cho xóm làng. Mộc hoàn nay đã về vang, sánh vai sứ bàn sáng trang sứ vàng. Xin hết ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin là cảm ơn một lần nữa, cảm ơn bác Gia Cô Bê Nguyễn Văn Lâm, các bạn trẻ huy trưởng Mộc Hoàn ơi. Vâng, mời các bạn với tiết mục cuối cùng hôm nay, Mộc Hoàn hôm nay với các bạn huynh trưởng và bài cử điệu mang tựa đề Huynh trưởng Giêsu. Người huynh trưởng hôm nay quyết ra đi dân thân vào đời, học anh cả Giêsu sống yêu thương hy sinh phục vụ, làm việc lành đạo đức chuyên trong, nguyện một lòng yêu mến tha nhân, vui ra đi làm tông đồ của Chúa giữa đời. Hành trang ta mang trên vai là nụ cười ánh sáng niềm tin, tặng ban con tim yêu thương là tinh thần của Chúa Kitô. Nhiệt tâm ta luôn ăn say đem tin mừng cho người nghèo khó, bạn ơi ta mau nhanh chân người huynh trưởng của Chúa Kitô. Vâng lời Ngài con đây, xin hãy sai con theo ý Ngài, dù vất vả gian lao có Chúa luôn bên con đồng hành, thì đường đời con có lo chi, Ngài luôn hàng chỉ lối con đi, trong yêu thương Ngài luôn ở bên con từng ngày. Hành trang ta mang trên vai là nụ cười ánh sáng niềm tin, tặng ban con tim yêu thương là tinh thần của Chúa Kitô. Nhiệt tâm ta luôn ăn say đem tin mừng cho người nghèo khó, bạn ơi ta mau nhanh chân người huynh trưởng của Chúa Kitô. Vâng lời Ngài con đây, xin hãy sai con theo ý Ngài, dù vất vả gian lao có Chúa luôn bên con đồng hành, thì đường đời con có lo chi, Ngài luôn hàng chỉ lối con đi, trong yêu thương Ngài luôn ở bên con từng ngày. Hành trang ta
mang trên vai là nụ cười ánh sáng niềm tin, tặng bạn con tim yêu thương là tinh thần của Chúa Kitô. Nhiên tâm ta luôn ăn say đem tin mừng cho người nghèo khó, bạn ơi ta mau nhanh chân người huynh trưởng của Chúa Kitô. Hành trang ta mang trên vai là nụ cười ánh sáng niềm tin, tặng bạn con tim yêu thương là tinh thần của Chúa Kitô. Nhiên tâm ta luôn ăn say đem tin mừng cho người nghèo khó, bạn ơi ta mau nhanh chân người huynh trưởng của Chúa Kitô. Nhiệt tâm ta luôn ăn say đem tin mừng cho người nghèo khó, bạn ơi ta mau nhanh chân người huynh trưởng của Chúa Kitô. Kính thưa quý vị, với tiết mục Huynh trưởng Giêsu vừa rồi đã khép lại chương trình hoan ca mừng cung hiến nhà thờ Mộc Hoàn của chúng ta đêm nay. Và chúng con xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể bà con giáo dân đã có mặt trong chương trình hoan ca hôm nay để mang đến một chương trình thành công rực rỡ. Xin được cảm ơn công ty sản xuất loa GPS Việt Nam, trung tâm camera Đức Giang, sự kiện Mười Núi đã góp một phần rất là lớn để mang đến thành công rực rỡ cho chương trình. Xin cảm ơn quý cha, quý văn nghệ sĩ, quý sơ, quý nam nữ tu sĩ và quý bảo vệ trật tự cùng âm thanh và ánh sáng đã góp lại chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, một chương trình dàn dựng chúng tôi và MC Hồng Quyết gặp nhau với chỉ 15 phút khai mạc thôi. Trước khi khai mạc 15 phút, cho nên chương trình quá vội vàng và chưa bị chuẩn bị được kỹ lưỡng hơn. Mong quý vị rộng lòng thông cảm cho. Và MC Hồng Quyết này mong rằng những chương trình tiếp theo của Giáo xứ Mộc Hoàn, của các giáo xứ khác cũng như của giáo phận, mong sự góp mặt của bạn MC Hồng Quyết, một người lương dân nhưng có một tâm tình đầy Thiên Chúa. Con xin cảm ơn cha và con cũng hy vọng và mong muốn rằng con sẽ được đón nhận sự ưu ái của quý cha trong những chương trình tiếp theo, không chỉ của giáo xứ Mộc Hoàn mà còn của các giáo xứ, được không ạ? Và chúng con xin được kính chúc các quý cha, con xin được kính chúc quý cha, quý thầy, quý sơ luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chúc toàn thể bà con giáo dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Chúc mừng cho buổi lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Mộc Hoàn giáo ngày mai thành công rực rỡ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Hỗ trợ với ban hành gió và sự kiện Mười Núi để thu dọn và sẽ chuẩn bị cho một chương trình của ngày mai. Xin mời các bạn thanh niên ạ. Nào anh em ta ơi, mau cầm buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta, cùng ta lướt qua qua một ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi đem tin mừng muôn nơi, cùng chiến sớt phơi hết bao người bốn phương, phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương. Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Nào anh em ta ơi mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta lướt qua qua một ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi đem tin mừng muôn nơi, cùng chiến sớt phơi hết bao người bốn phương, phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương. Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Cùng nhau ra khơi, ta ra khơi đi về muôn nơi, cho muôn nơi bao niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi,
buồn